Một khi mà đã gọi là từ neo thì chấm hết bác nha. Con này là bát 25 bầu dục. Bát 25 bầu dục. Về thì có 3 đôi thôi, 4 đôi đấy. Đây. Con này từ neo bác ạ. Từ neo bầu dục hết ạ. Dòng này mà các bác còn chê nữa nhá. Bli. Bầu dục luôn. Màng à, này thỉnh thoảng nó hơi lõm một tí này, không sao đâu. Cái mà nó ở trong còn zin hết, cái màng bảo vệ côn trùng còn nguyên hết luôn. Để cho bác 800k một đôi này. Các bác về có thể lắp trên các đôi loa thùng, loa lời, loa karaoke hay là trên xe khách, xe ô tô, xe tải, xe gì cũng được. Em đang đánh với chiếc âm ly 680k. Ngoài chiếc âm ly này ra, âm ly này có thể hát karaoke được, có echo, reverb, tất cả cái này giới thiệu nhiều rồi. Các bác không lấy con này thì bác có thể lấy những con âm ly này để tản nhiệt thân nhiệt bằng nhôm hết. Chạy cho âm ly cho xe đấy, chạy điện 12V. Con này chạy được cả điện đây. Điện 12V luôn đấy bạn. Con này chạy điện 12V này. Con này chạy điện 12V. Và con này có cả cổng súp ra nữa. Con này có cổng bát bát riêng, bát súp riêng. Đấy, thế mới hay. Chỉ có 300 nghìn, 400 nghìn, hơn 300 nghìn, gần 400 nghìn một con này. Âm ly này, đánh với con này thoải mái luôn ạ. Đấy, sau đây mà Tuấn sẽ test cho bác nhé. Mức giá 800 nghìn một đôi này. 800 nghìn một đôi loa này cho bác. Đấy, có mấy đôi thôi, bác nào lấy nhanh thì lấy. Phải nói là quá phê luôn ạ. Từ neo thì không thể chê được. Đây là loa em vẫn để ở ngoài nhé. Con loa này mà cho vào trong thùng nó cộng hưởng lên nữa thì phải nói là quá hay luôn ạ. Em xin dừng nữa nhé, 800k một đôi này, chào bác.